Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong bản tin của kênh Bản tin 24 giờ. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để cùng lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày trên kênh Bản tin 24 giờ. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau đây. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin 24 giờ với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, hàng nghìn người bị ảnh hưởng bởi mưa xối xả ở miền Tây của Trung Quốc. Sấm sét, mưa lớn, mất điện, sóng nhiệt ở Tây Nam Trung Quốc cuộn vào. Bộ Tài nguyên nước đã đưa ra cảnh báo thảm họa lũ quét màu đỏ đầu tiên vào năm 2023, chủ yếu liên quan đến vùng Đông Bắc, Giang Tây và Tây Chiết Giang. Đồng thời, lũ lụt siêu cấp đã xảy ra ở hơn 60 con sông trong lưu vực sông Châu Giang. Trận lũ lụt lớn nhất trong lịch sử cũng đã xảy ra ở sông Si, Phúc Kiến và nhiều nơi, các tòa nhà bị ngập lụt. Thiều quan Quảng Đông hôm nay đã ban hành lệnh kiểm soát lũ lụt số 2 cho năm nay. Vào khoảng 6 giờ chiều theo giờ địa phương, mực nước đỉnh lũ sẽ đạt 56,5m ở khu vực đô thị và người dân ở khu vực trũng thấp cần phải sơ tán khẩn cấp. Một người dân ở Thiều Quan, Quảng Đông khi thấy một lính cứu hỏa sắp bị lũ cuốn trôi đã hét lớn: "Kìa lính cứu hỏa sắp bị cuốn trôi rồi." Mưa xối xả ập đến Thiều Quan, đường phố trong khu đô thị bị ngập lụt, mực nước dâng cao, ngay cả lính cứu hỏa cũng khó có thể đứng vững, tình hình rất căng thẳng. Mưa lớn đổ xuống huyện Sông Si, thành phố Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến vào ngày hôm qua, trận lũ lớn nhất trong lịch sử xảy ra ở vùng biển Sông Si. Toàn huyện bị ngập lụt, đường phố và cửa hàng bách hóa bị ngập trong nước. Một công nhân tại một trạm xăng ở sông Si cho biết, lũ lụt hôm qua rất nghiêm trọng, nhà cửa của một số đồng nghiệp đã bị lụt. Hơn một nửa diện tích toàn huyện sông Si của chúng tôi đã bị ngập. Tầng 1 của những ngôi nhà đã bị ngập và nhiều người trong số họ cũng bị lũ cuốn đi. Nước ngập rất sâu và đồng nghiệp của tôi không thể thoát ra được. Họ bị mắc kẹt trong nhà. Những chiếc ô tô trong gara bên bờ sông đều bị ngập và tất cả đều bị nhấn chìm trong nước. Cô Ji Hang từ một công ty chuyển phát nhanh ở sông Si nói, nhiều nhà cửa nơi tôi ở đã bị sập. Khu vực thị trấn Haesong của Sunia này và toàn bộ ngôi làng bên cạnh đã bị ảnh hưởng rất lớn. Về cơ bản, tầng 1 của các tòa nhà đã bị ngập lụt. Đoạn đường hai đầu nước ngập hết rồi, giờ bùn lầy ngập cả đường, ô tô không vào được. Một cư dân mạng cho biết, trong vòng một tiếng đồng hồ hôm qua, mực nước đã gần chạm đến tầng 2 và đặt nghi vấn là do hồ chứa ở thượng nguồn xả lũ. Và sáng ngày thứ 6, thành phố Kiến Đầu cũng đã bị ngập lụt. Một số cư dân mạng cho biết, lúc 5 giờ sáng Kiến Đầu cũng đã thất thủ. Anh Gông, một người dân ở Kiến Đầu nói rằng, ngay cả tháp chống nổi tiếng của địa phương cũng đã bị ngập trong nước. Anh Công nói, lũ đã tràn vào thành phố, 80% các huyện bị ngập nước và ngập đến tầng 1, mực nước cao từ 2 đến 3 mét và nước đã chạm đến tháp chống. Tại Quảng Tây, mực nước ở sông Tây Giang dâng cao và đã xảy ra lũ quét tại vùng núi khiến 5 người thiệt mạng. Tại huyện Dương Sắc của Quế Lâm, hàng nghìn giáo viên và học sinh ở 3 trường học bị nước lũ bổ vây do lũ quét. Bộ Tài nguyên nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc mới đây đã đưa ra cảnh báo rằng có thể xảy ra một trận lũ lớn khác ở sông Tây Giang thuộc lưu vực sông Châu Giang. Thưa quý vị, lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc bắt đầu từ tháng này và đã kéo dài về phía Bắc trong những ngày gần đây. Mưa xối xả liên tục tấn công phần lớn miền Bắc của Trung Quốc vào thứ Tư. Với cảnh báo mưa lớn và lũ lụt được ban hành ở Bắc Kinh, Hoàng Hoài và những nơi khác, hôm thứ Tư, mưa lớn đã gây ngập lụt ở nhiều tuyến đường hầm và cầu vượt ở Bắc Kinh. Tất cả các tuyến tàu liên tỉnh ở Bắc Kinh, Thiên Tân nối với Bắc Kinh và Thiên Tân đã ngừng bán vé. Hàng trăm chuyến bay bị hủy tại sân bay thủ đô, hành khách bị mắc kẹt và chờ đợi trong lo lắng. Beng Xiaogu, một hành khách từ sân bay thủ đô cho biết, chúng tôi đến Bắc Kinh để du lịch. Hôm nay thời tiết xấu nên tất cả các hành trình đều bị hủy. Vì vậy, chúng tôi đến sân bay sớm và chờ đợi tin tức về chuyến bay. Nhưng hiện chưa có tin tức gì. Một số trẻ tham gia trại hè đã bị hủy đặt chỗ và một số giờ vẫn đang chờ. Si Hang Hui Xin, nhân viên của một công ty du lịch nói, các bậc cha mẹ đang ở nhà và hiện đang rất lo lắng. Họ đã hỏi chúng tôi về việc đổi vé và thời gian hoãn là bao lâu. Các nhà chức trách ở Thiên Tân cũng đưa ra cảnh báo màu da cam về lũ lụt nghiêm trọng. Sân bay Bình Hải đã dừng tất cả các chuyến bay kể từ đầu giờ sáng thứ Sáu. Ngoài Bắc Kinh và Thiên Tân, Sơn Tây, Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Đông và những nơi khác cũng trải qua mưa bão lớn. Đây là lượng mưa lớn nhất ở Bắc Trung Quốc trên Hoàng Hoài và những nơi khác kể từ đầu mùa hè năm 2023. Lũ lụt ở Hồ Bắc, Hồ Nam và Trùng Khánh ở phía nam của Trung Quốc vẫn chưa rút. Các phương tiện truyền thông chính thức đưa tin rằng trận mưa xối xả đã ảnh hưởng đến hơn 1 triệu người tại 35 thành phố và quận ở Hồ Bắc, đồng thời khiến ít nhất 26 người thiệt mạng. Ở tỉnh Hà Bắc có ít nhất 10 người chết và 34 người mất tích. Tuy nhiên, con số thương vong thực tế vẫn chưa được điều tra và xác minh. Trung Quốc năm nay đã trải qua nhiều hiện tượng thời tiết bất thường trong tháng này, không chỉ có lượng mưa trên mức trung bình mà còn có mưa đá và rét đậm, thậm chí nhiệt độ xuống thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Tại Nam Bộ, do mưa lớn nhiều ngày liên tục đã gây ra lũ lớn trên diện rộng. Người dân bị mắc kẹt trong nước lũ đang chờ được cứu hộ. Lính cứu hỏa giải cứu trẻ em bị mắc kẹt trong dòng nước lũ từ các mái nhà bằng trực thăng. Vào cuối tháng này, mưa lớn kéo dài nhiều ngày ở miền Nam của Trung Quốc khiến Quảng Đông, Quảng Tây bị ngập lụt. Nhà chức trách cho biết khoảng 1 triệu người đã được sơ tán, nhưng nhiều cư dân vẫn bị mắc kẹt trong nước lũ chờ được giải cứu. Có ít nhất 17 thành phố đã ban hành tình trạng khẩn cấp. Nạn nhân Quang Sơn cho biết, ở một con phố khác có rất nhiều người già đang bị mắc kẹt trong vùng bị ngập lụt do họ không thể rời khỏi nơi này. Cảm ơn trời Phật, chúng tôi đã được giúp đỡ.
Họ đã cứu trợ và đưa chúng tôi thoát ra khỏi vùng nước lũ. Vào thời điểm này trong năm, Trung Quốc đã phải hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng. Nhưng năm nay, khu vực phía Nam lại đón lượng mưa đáng kinh ngạc, khiến cho lũ lụt càng trở nên tồi tệ hơn. Nhà khí tượng học Wang Kuai-sue cho biết, đợt không khí mạnh từ phía Nam đã mang một đợt không khí lạnh đến khu vực này và đã thiết lập nhiệt độ thấp nhất trong nhiều thập kỷ và gây ra mưa lớn, nhiều trận mưa đá ở nhiều nơi. Đối với Trung Quốc, đây là hiện tượng chưa từng có. Ngô Cương, một người dân khác cho biết, lần nước lũ dâng cao 0,85 mét, chúng tôi đã nâng mọi thứ lên độ cao này hoặc hơn một chút, nhưng lần này lũ 2,0 mét nên chúng tôi không thể làm gì được. Các nhà chức trách cho biết, lượng mưa trong tháng này cao hơn mức trung bình, ở một số khu vực cao gấp 5-6 lần. Các nhà khí tượng học đang dự báo mưa lớn vào tháng tới ở những khu vực đã có lượng mưa trên mức trung bình vào tháng này. Trong tuần qua, mưa lớn tiếp tục đổ xuống miền Nam của Trung Quốc, bao phủ Phúc Kiến, Quảng Đông, tỉnh Quảng Đông, hứng chịu lượng mưa lớn gây ra lũ lụt và sạt lở đất. Mưa ở nhiều nơi, thậm chí phá kỷ lục cao nhất trong vòng 200 năm qua, hàng trăm ngôi nhà bị sập, một số thị trấn gần như bị ngập lụt và hơn 250.000 người bị ảnh hưởng. Vào ngày hôm qua, Thiệu Quan, Thanh Viễn, Triệu Khánh và Hà Nguyên, các thành phố khác đã trải qua mưa bão lớn và mưa xối xả cục bộ. Lượng mưa tại nhiều trạm đã phá vỡ kỷ lục cao nhất trong 200 năm qua. Mưa xối xả khiến mực nước ở nhiều sông dâng nhanh, tối đa lên đến gần 6 mét. Hơn 15.000 cư dân ở thành phố Thanh Viễn buộc phải sơ tán. Người dân cho biết nước lũ đổ xuống đồi hôm thứ Năm nhấn chìm các con đường và gây ra lở đất nghiêm trọng. Một người dân ở thành phố Thanh Viễn cho biết hôm nay mưa lớn hơn hôm qua, trời mưa từ 4 giờ và hiện vẫn chưa tạnh. Một cư dân khác cho biết trời mưa vào khoảng 7 giờ và học sinh không thể đến trường. Lượng mưa ở tỉnh Quảng Đông trong tháng này năm nay chỉ bằng một nửa so với những năm trước. Nhưng kể từ tháng này, 16 trong 22 ngày đầu tiên đã có mưa lớn. Số liệu chính thức cho thấy 190.000 cư dân đã bị ảnh hưởng và ít nhất 13 người đã thiệt mạng. Tại Trung Quốc đại lục, do dữ liệu về thảm họa và tai nạn được chính phủ kiểm soát chặt chẽ, nên dữ liệu về thương vong thực tế vẫn chưa được xác nhận. Thưa quý vị, mưa lớn mấy ngày qua ở Quảng Đông đã khiến 230.000 người phải sơ tán. Tại ba tỉnh Quảng Đông, tình hình hạn hán tiếp tục được mở rộng, diện tích đã vượt quá nửa diện tích của Trung Quốc. Quảng Đông đã có mưa lớn trong nhiều ngày. Tính đến 5 giờ chiều ngày hôm qua, tổng số người bị ảnh hưởng trong tỉnh là 233.200 người. Tuy nhiên, Cục Khí tượng dự báo, từ ngày mai đến 2 ngày tiếp theo, lượng mưa tại tỉnh Quảng Đông sẽ tăng trở lại. Tình trạng ngập lụt sẽ xảy ra tương tự tại Hồng Kông. Tuy nhiên, ở vùng Đông Bắc, đất đai nóng đến mức bị đứt nẻ. Ủy ban Quốc phòng Trung Quốc đại lục nhận định, do hạn hán liên tục mở rộng ở ba tỉnh Đông Bắc và các tỉnh khác, nên khu vực bị ảnh hưởng hạn hán của đất canh tác trên toàn đại lục đã lên tới 28,6 triệu hecta, tương đương với 1,907 triệu hecta, chiếm hơn một nửa diện tích của Đài Loan, đồng thời khiến 1,66 triệu người và 1,78 triệu gia súc lớn gặp khó khăn về nước uống. Ngoài ra, Tân Cương cũng đang phải đối mặt với nhiệt độ cao nhất trong năm nay. Theo các phương tiện truyền thông chính thức, Tuban đã vượt mốc 45 độ C vào ngày hôm nay và nhiệt độ mặt đất cao nhất thậm chí còn vượt quá 75 độ C. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Bản tin 24 giờ để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!